Thế giới từ xa xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là tối thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2024. Và video của Shop Thế giới từ xa sẽ được phát đều đặn vào tối thứ tư, sáng thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và cùng lan tỏa một thú chơi tao nhã và văn minh, đó là sưu tầm ấm từ xa và thưởng thức các loại trà. Thưa quý vị, tối thứ tư tuần này, Shop Thế giới từ xa trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một video tổng hợp 15 mẫu ấm từ xa ở tầm giá trung bình. Đây cũng là một cái tầm giá mà quý vị và các bạn sở hữu nhiều nhất, sưu tầm nhiều nhất và cũng sử dụng nhiều nhất. Vâng. Tổng thể của 15 tác phẩm ấm từ xa đẹp, độc đáo ở tầm giá trung bình xin phép được bắt đầu. Thưa quý vị, đầu tiên đó là một cặp đôi ấm từ xa cùng dáng ấm, cùng phong cách làm ấm, vâng, cùng một xưởng ấm. Đó là cặp đôi ấm từ xa dáng ấm Thạch Biểu. Đây là một cái dáng ấm phải nói là khó làm nhất trong 81 dáng ấm từ xa thông dụng trên thị trường. Vâng. Bởi vì cái độ khó của tác phẩm, bởi vì tính chất kỹ thuật của cái dáng ấm. Vâng. Chiếc ấm từ xa mã số A93, chất đất nguyên khoáng Hắc Lê, dáng ấm Thạch Biểu. Đặc điểm của cặp đôi dáng ấm Thạch Biểu này ấy, là cái phần lúm lắp ạ. Xưởng người ta có làm hai cái phần cái hình vuông đây ạ, đấy, để cầm chiếc lúm lắp lên, rất là cách điệu và rất ít xưởng làm theo cái phong cách này. Vâng. Chiếc ấm mã số A93, chất đất nguyên khoáng Hắc Lê, dung tích 230 ml, lọc 9 lỗ. Đáy ấm là phần dấu lạc khoản và ba câu thơ được khắc chìm đây ạ. Một cặp đôi khá đặc biệt. Vâng. 230 ml, 790.000. Và chiếc ấm Thạch Biểu, chất đất nguyên khoáng Đại Hồng Bào, vẫn là lọc 9 lỗ, vẫn là phần dấu lạc khoản và ba câu thơ khắc trên đáy ấm. A94, 230 ml, giá 790.000. Và một chiếc ấm mã số D22, chất đất nguyên khoáng Hồng Bì Long, dáng ấm Thủy Bình, lọc 10 lỗ. Đây là một dáng ấm nước rất đẹp, nước bay. Vâng. Nước bay thẳng khỏe. Mã số D22, 200 ml, 790.000. Họa tiết trơn. Và chiếc ấm dáng Tiếu Anh, chất đất nguyên khoáng Tử Lê, mã số D13, lọc 9 lỗ, 200 ml, giá 680.000. Đây là 3 mẫu ấm phải nói là được quý vị và các bạn sở hữu sử dụng nhiều nhất, bởi vì độ đẹp của tác phẩm và độ hoàn mỹ về công năng sử dụng. Vâng. Thưa quý vị, tiếp theo một chiếc ấm và một dáng ấm nước rất đẹp và khỏe. Chiếc ấm dáng Tiếu Anh,
chất đất nguyên khoáng hồng bì long, họa tiết trơn. Trước này lọc 14 lỗ. Vâng, mã số A180, dung tích 250 mm, giá 1.380.000. Shop có một tác phẩm duy nhất. Chữ ấm của nghệ nhân nữ Đoàn Nghệ Quyên. Vâng, 1380. Đã có ấm của nghệ nhân. Và một chiếc ấm mã số Z77. Chiếc ấm từ xa dáng ấm tứ phương. Họa tiết đó là phần khắc đắp nổi một bài thơ và nói về sự tích của hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Vâng. Đây có khắc hình tượng ông này ạ. Bên trái đấy ạ. Và bên trái có thêm cái phần khắc cái vạn lý trường thành. Lọc 10 lỗ. Vâng. Chữ ấm chất đất nguyên khoáng hồng bì long. Khá nhiều khoáng trên bề mặt. Một chữ ấm làm khỏe khoắn. Vâng. Rất khỏe khoắn, dáng vững chắc. Z77 295 mm, 1.580.000. Shop có duy nhất một tác phẩm. Và một chiếc ấm phải nói là đẹp ngon bổ rẻ. Chiếc ấm từ xa chất đất nguyên khoáng đại hồng bào, dáng ấm trụ sở. Họa tiết là phần khắc vẽ trên bề mặt một cái phong cảnh làng quê. Rất đơn giản, dung dị. Bên trái đây ạ. Và trên nắp cũng vẽ và khắc. Vâng. Đây là một tác phẩm với cái dáng ấm trụ sở lọc 7 lỗ. Và đây cũng là một chiếc ấm nhỏ 185 mm, khoảng 2 bát trở lại thường trà. Hoặc một mình, một mình ngồi đọc ẩm là tuyệt vời nhất. Vâng. D75 185 mm, 880.000. Và chiếc ấm mã số A29. Chiếc ấm từ xa dáng ấm văn đán. Chất đất cũ nguyên khoáng hắc lê. Chất đất đã xuống màu và rất đẹp. Họa tiết là một chú chim sẻ đang đậu trên một cái cành hoa mẫu đơn. Đây là phần đắp nổi. Cái led đắp đưa từ dưới lên trên, đưa lên tận trên cái lắp ấm. Sau có duy nhất một tác phẩm này còn lại. Vâng. Mã số A29 240 mm, giá 2.380.000. Khuyến mại ngày 18 tháng 9 còn 1.880.000. Chiếc này cầm rất dễ bởi vì nó có cái phần G của quai ấm ấy. Quý vị cẩn thận thì buộc thêm một chiếc dây vào đây nữa thì dốc 90 độ không rơi lắp đẹp. Một tác phẩm dùng đất cũ tuyệt vời, lọc 9 độ. Đây cũng là một chiếc ấm khá nhỏ. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đó là bộ 3 tác phẩm ấm từ xa khuyến mại. Vâng, khuyến mại rất đẹp mà lại khuyến mại rất nhiều. Chiếc ấm từ xa dáng ấm Phan Hồ. Chất đất nguyên khoáng đại hồng bào. Đất đẹp không ạ? Tác phẩm ấm Phan Hồ, tác phẩm ấm dáng Tây Thi. Đây là hai chiếc ấm phần đặt hàng riêng của shop Thế Giới Từ Xa. Trong năm 2023, chúng tôi đặt hơn 100 tác phẩm cho 4 mẫu. Trong đó có 2 mẫu này. Và hầu hết
bán chỉ còn khoảng 3 chiếc thôi. Vâng. Của cặp nghệ nhân Phạm Trạch Hồng và Phạm Tĩnh. Đây ạ. Đây là một cặp nghệ nhân chuyên làm những mẫu ấm từ xa, chất đất màu đỏ. Vâng. Hầu hết là màu đỏ. Những chiếc ấm màu đen là những chiếc ấm hầu hết là bảng giới hạn. Còn những chiếc ấm màu đỏ là lợi thế cạnh tranh của cặp nghệ nhân này. Đây ạ. Vâng. Một cặp nghệ nhân làm ấm công năng rất giỏi. Và có một bác ở bên hàng than hôm trước có sang shop Thế Giới Từ Xa chia sẻ rằng: tôi đã dùng chiếc ấm của nghệ nhân Phạm Trạch Hồng này pha trà Thái Nguyên. Ấm rất lanh và thưởng thức trà rất là ngon. Đặc điểm lớn của cặp nghệ nhân và là lô ấm đặt hàng riêng của shop, đó là phần khắc chữ ở rất nhiều họa tiết trên ấm. Ví dụ như ở lắp ấm là Phạm Trạch Hồng tác chế. Ở trong đáy ấm đây ạ, cũng vậy, Phạm Trạch Hồng tác chế. Và ở bên ngoài đáy ấm cũng vậy. Vâng. Để tránh quý vị và các bạn mua nhầm những cái sản phẩm khác xong lại bảo là cái bản giới hạn của Phạm Trạch Hồng tác chế của shop Thế Giới Từ Xa. Vâng, đây là ba đặc điểm nhận dạng lớn của cái lô ấm hơn 100 tác phẩm và chỉ còn lại vài ba tác phẩm thôi. Đây ạ. Bên trong đây. Bên đáy đây. Đấy. Và lắp đây. Ba dấu hiệu nhận biết. Chữ ấm dáng Phan Hồ 280ml 1.880.000. Đây là hai dáng ấm mà chúng tôi không đặt mã, cho nên quý vị mà yêu mến thì chụp ảnh màn hình gửi về shop. Vâng. Hoặc là quý vị mô tả, điện thoại mô tả cũng được. 280ml 1.880.000. Ở video khuyến mại vào tối thứ tư tặng thêm 5 chiếc chén đối với dung tích 280ml. Quý vị cũng chỉ cần dùng đến 5 chén thì là vừa đẹp và hợp lý. 6 chén thì hơi nhiều. Vâng. 5 chiếc chén dung tích 50ml 70.000 một chén. Vâng. Mua một ấm 1880 tặng 5 chén. Và tác phẩm ấm dáng Tây Thi cũng vậy. Bên phải đây ạ. Bên trái đây ạ. Lọc chín đỗ. 270ml 1.880.000 và tặng 5 chén. Vâng. Tiếp theo là chiếc ấm đẹp không ạ? Chiếc ấm dáng lăng hoa, họa tiết là cúc trúc mai lan. Đây là phần đắp nổi bằng chất đất từ xa, sau đó người ta mới lung, cho nên cái họa tiết này nó sẽ bền màu và vĩnh viễn. Tuy nhiên, đối với những cái gam màu trắng đắp nổi trên ấm từ xa như thế này, chúng tôi đã nói chuyện với quý vị và các bạn rất nhiều rồi. Quý vị không nên khai ấm từ xa bằng phương pháp bỏ vào nồi, sau đó cho trà vào luộc. Vì trà nó có nhựa, nó sẽ ám vào những cái họa tiết màu trắng này, sau đó nó sẽ lem nhem rất là xấu. Quý vị không nên làm cái phương pháp đó. Và quý vị hãy khai ấm bằng phương pháp mà shop Thế Giới Từ Xa thường hay chia sẻ. Đó là chúng ta đun một ấm nước sôi, sau đó chúng ta rửa sạch cả trong lẫn ngoài, sau đó chúng ta pha một cái loại trà. Và cái loại trà đấy, đó dùng cho chiếc ấm từ xa này. Vâng. Đối với những chiếc ấm từ xa thì quý vị lên mỗi một chiếc ấm pha một loại trà, không nên pha lẫn lộn vào nhau. Hương thơm nó sẽ làm vỡ vị, về sau sẽ có cái cảm giác không ngon. Vâng. Chiếc ấm dáng lăng hoa, họa tiết là cúc trúc mai lan, đắp nổi. Bên trái là cúc và trúc, bên phải là mai và lan.
Vâng, đây là phần đáp đổi, dáng ấm rất cao, thoát dáng, đẹp. Chiếc này để trưng bày cũng rất hay. Vâng, ngày Tết đến xuân về chỉ cần một tác phẩm để đặt trên bàn trà và trong phòng khách thôi là chúng ta đã có cả một mùa xuân rồi. Trên đất nguyên khoáng Đại Hồng Bào, lọc 7 lỗ. Phải nói rằng ba chiếc ấm này trên đất rất tuyệt vời, một màu đỏ rực rỡ. Vâng, và chiếc ấm mã số Z67 240 mm 1.680.000 này cũng tặng 5 chiếc chén đồng màu đến 99% đi kèm đẹp. Và giới với dung tích 240 mm, quý vị cũng chỉ cần dùng quý vị chỉ cần dùng 5 chén là vừa đẹp. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đó là bộ 3 tác phẩm ấm từ xa trong 15 tác phẩm ấm từ xa vào tối thứ tư. Đây là bộ 3 tác phẩm ấm từ xa khá độc đáo. Vâng, mỗi chiếc một kiểu độc đáo khác nhau. Chiếc ấm từ xa, dáng ấm Đức Trung, chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn và lung bằng củi, tỷ lệ khoáng 80-90%. Đối với những chiếc ấm từ xa mà lung củi và chất đất hoàng kim đoàn thì công nghệ lung rất là cầu kỳ, bởi vì xưởng người ta sẽ lung khoảng 4 lần đấy, trong đó có một lần củi và 3 lần bằng điện. Một lần củi để lấy cái họa tiết và lấy những cái gam màu cháy, và những lần bằng điện là những cái lần để lấy cái sự ổn định của tác phẩm. Cho nên là những chiếc ấm từ xa mà lung củi mà chất đất hoàng kim đoàn thì không bao giờ giống nhau, mỗi chiếc một kiểu. Kể cả hai chiếc ấm giống nhau 100% và dáng và cùng một người làm, nhưng mà nhiệt độ hỏa biến sẽ biến đổi những tác phẩm thành những cái màu sắc, thành những gam màu, thành những mảng màu khác nhau. Vâng, chiếc ấm dáng Đức Trung, họa tiết là phần khắc một chú rồng nhất long. Vâng, ở mặt bên phải và trên lắp ấm là họa tiết hai chú rồng. Bên trái là phần khắc chữ chìm 4 chữ Long Hành Thiên Hạ. Lọc 7 lỗ. Vâng, chiếc ấm mã số D76 245 mm, giá 1.380.000. Và chiếc ấm dáng ấm Hán Thiên, chất đất nguyên khoáng, đất cũ hồng bì long, lọc 9 lỗ. Điểm khó của tác phẩm đó là phần vuốt trên cái phần thân ấm, vuốt từ thân ấm lên đến phần vòi. Đây là một chiếc ấm chúng tôi sưu tầm được mấy năm rồi. Vâng, cũng lên video một lần rồi, nhưng mà sau cái lần lên video đó chúng tôi giữ lại để sưu tầm, để chơi, để ngắm. Nhưng hôm nay thì sẽ đưa lên. Vâng, tối thứ tư tuần này sẽ đưa lên một tác phẩm rất dễ cầm và họa tiết nổi bật, đó là phần đắp một chú rùa, rùa trong tứ linh long ly quy phượng. Vâng, một con vật trong tứ linh chính là cái phần núm lắp. Và tác phẩm làm có một cái độ rất khó, đó là cái phần vuốt. Quý vị hãy cảm nhận cái phần vòi ạ, vuốt rất là khó làm. Những cái gờ, vâng, những cái gờ, những cái cạnh, những cái hình vuông rất là khó làm. Một tác phẩm ấm rẻ nhưng mà làm cầu kỳ, khó làm. Vâng,
250 mil, 2.280.000. Khuyến mại ngày 18 tháng 9 còn 1.680.000, giảm 20 mấy%, vâng, 25, 23, 24% đấy, giảm quá nhiều. Để cho quý vị và các bạn hữu duyên, shop cũng chỉ có duy nhất một tác phẩm thôi. Và chốt lại ấm số 15, mã số Z58. Đây là một chiếc ấm từ xa, phải nói chất đất rất đẹp, rất quý, rất hiếm. Vâng, chất đất cũ nguyên khoáng Đại Hồng Bảo. Chúng tôi đã giao lưu với một bác tên là Long Thành ở trong Bình, trong Quảng Bình. Vâng, bác còn ngỡ ngàng, không hiểu tại sao hai chiếc ấm từ xa cùng chất đất, ví dụ như đây ạ, lại có hai cái gam màu khác nhau. Và chúng tôi đã giải thích với bác rằng đây là chiếc ấm dùng đất cũ. Đất cũ có nghĩa là những người sưu tầm, người ta đã lưu trữ những cái miếng đất đó rất là lâu rồi, và lại bỏ ra làm ấm từ xa. Vâng, cho nên đất đã xuống màu và phong hóa, cho nên có một cái gam màu không lẫn vào đâu được. Và shop Thế Giới Từ Xa cũng giải thích với quý vị và các bạn rất nhiều lần rồi, muốn so sánh ấm từ xa hãy đặt hai chiếc cùng chất đất cạnh nhau thì sẽ cảm nhận được thế nào là đất đẹp, thế nào là đất bình thường. Vâng, đây cũng là một chiếc ấm đất rất đẹp, nhưng không thể nào đẹp bằng chiếc ấm đất cũ. Đấy, chiếc ấm này nếu những người sưu tầm ấm từ xa mà có cái dòng đất nguyên khoáng Đại Hồng Bào thì đây cũng là một cái dòng đất rất là đẹp rồi, nhưng mà so với chiếc ấm đất cũ thì không thể đẹp bằng được. Mã số Z58 là một tác phẩm vừa mới về, còn sót lại ở bên xưởng chúng tôi nhập về lốt. Vâng, chiếc ấm dáng phòng cổ đất cũ nguyên khoáng Đại Hồng Bào. Quý vị có nghe rõ tiếng vang không ạ? Tiếng vang lánh thánh thót như là chuông ấy. Lọc chín lỗ. Họa tiết là phần đắp nổi một chú chim sẻ đang đậu trên một cái cây hồng với những cái quả vàng và những cái lá màu xanh. Bên trái là phần đắp nổi hai câu thơ. Vâng, đây là hai câu thơ đặc trưng của những chiếc ấm cũ cổ, những chiếc ấm mà lạc khoảng 1968. Đây là một chiếc ấm mới nhưng làm bằng đất cũ, quý vị nhé, để giải thích rõ ràng với quý vị và các bạn. Một tác phẩm duy nhất còn lại, mã số Z58 vừa mới về, 270 mil, giá 2.300.000. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tối thứ tư tuần này shop Thế Giới Từ Xa lên một video tổng hợp 15 tác phẩm ấm từ xa đẹp độc đáo. Vâng, cảm ơn tất cả quý trà hữu đã xem video và đồng hành với shop Thế Giới Từ Xa. Quý vị nào chưa đăng ký kênh xin vui lòng đăng ký kênh. Mọi tư vấn mua bán, giao dịch trao đổi xin vui lòng liên hệ về số này 0917 82 81 86. Chúng tôi ở Long Biên, Hà Nội. Vâng, cũng xin kính chúc tất cả quý trà hữu thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và may mắn. Shop Thế Giới Từ Xa xin chào và hẹn gặp lại.